Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng, bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12 nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cặp siêu phẩm, hai căn biệt thự mini phố với kiến trúc cổ điển Pháp Hy Lạp rất đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ đôi này thì đang được chào bán với giá từng căn là 6 tỷ 500 triệu đồng. Và với diện tích ngang 4, dài 17 mét, được xây dựng với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có một bộ đôi nhà phố rất đẹp và thiết kế cực kỳ trẻ trung và hiện đại luôn. Đây chúng ta thấy này, với mẫu mặt tiền vuông theo kiểu nhà phố Pháp, rất đẹp nha. Và bộ đôi này với hướng chính là hướng chính đông, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Vâng, chúng ta sẽ có một con đường có độ rộng lòng đường 8m và mỗi bên thì chúng ta có vỉa hè 2m. Tổng cộng lên tới độ rộng là 12m nha cả nhà ơi. 12m. Và phía bên đó có một trường cấp 3. Đây, đường thông có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề luôn. Rất thuận tiện cho cả nhà mình mua để ở và mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh mua bán nha. Thấy này, con đường rất rộng dài. Và chúng ta cùng theo chân nhà đất Bắc Hưng tiến vào bên trong căn nhà phía bên tay trái phải của cửa hàng nha. Với diện tích rất là khủng luôn, chúng ta sẽ được làm hai bộ cửa, một lớp cống ngoài bằng sắt và một bộ cửa nhôm xi pha bên trong. Và căn nhà mình sẽ được trừ một khoảng 1m2 đậu sân đậu xe gắn máy thôi, xây dựng gần như là hết đất luôn. Đây chúng ta xem lại khu vực gala ô tô của nhà mình này. Khoảng này thì chủ nhà có đổ bê tông ở đây rồi, chúng ta thoải mái di chuyển xe hơi lên trên này. Rất dài khoảng tầm 6-7m gì đấy. Và tường sẽ được anh chủ nhà dán gạch lên cao khoảng tầm 1m rưỡi. Đây, một căn nhà phố theo kiểu kiến trúc mới nhất năm 2019. Phía trên trần sẽ được chủ nhà làm trần thạch cao và có một cái đèn chùm rất là xinh xắn này. Chúng ta thấy này. Đấy, rất đẹp và lung linh. Một cái đèn chùm cực kỳ hiện đại luôn. Và cùng Hưng di chuyển vào khu vực phòng bếp. Chúng ta sẽ được làm cầu thang áp sát vào tường. Cầu thang đứng nha. Kiểu cầu thang tiết kiệm không gian tối ưu nhất, rất đẹp. Và phía dưới chân cầu thang sẽ được đóng một bộ tủ. Anh chủ nhà cũng có tặng một bộ bàn ăn 6 ghế ở khu vực này. Một bộ bàn ăn cũng có thể bố trí là khu vực phòng khách ở đây cũng được. Đấy, một phòng khách nhỏ nhỏ ở khu vực này, rất đẹp. Và chúng ta có hai bậc cao lên khoảng tầm 30 phân để lên phòng bếp, cách với gala ô tô. Và ở đây thì anh chủ nhà cũng thiết kế cho nhà mình một cái quầy bar nha, có đồng hồ luôn. Một căn nhà phố nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu với diện tích ngang 4, dài 17m. Và con hẻm trước nhà mình rộng tới 8m. 3 xe hơi tránh nhau thoải mái nha. Hẻm thông một trục đường Phạm Văn Chiêu, rất đẹp và mới được các chủ đầu tư trải nhựa lại xong, rất đẹp và hoành tráng luôn. Và chúng ta đang khu vực tham quan khu vực phòng bếp này. Đây chúng ta sẽ thấy này, tủ bếp làm rất xịn này, gỗ cam xe, tủ rất dài và quầy bar cũng có cam xe luôn. Phía dưới thì anh chủ nhà cũng có làm rất nhiều ngăn rồi, chúng ta thấy này, có làm đá hoa cương, trên thì làm kính cường lực. Đấy, đầy đủ thiết bị luôn, máy hút khói và kệ để chén bằng inox. Đấy, rất rộng rãi. Và phía cuối này là khu vực giếng trời của nhà mình. Đây, giếng trời có dán một bức tranh phong thủy. Một căn nhà phố được làm theo kiểu kiến trúc rất mới và đẹp, mắt hiện đại, thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu nha. Và hướng chính của căn nhà phố này là hướng chính đông. Giá tiền rất rẻ thôi, chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng. Chúng ta có thể sở hữu được bộ đôi nhà phố theo kiểu kiến trúc Pháp cổ điển, rất mới và trẻ trung. Đây chúng ta cùng xem lại khu vực phòng bếp này. Trên là đèn chùm và đèn led màu xanh. Dưới thì chúng ta có một bộ tủ bếp rất là hoành tráng luôn. Đây chúng ta thấy này, nó dài gấp rưỡi mấy cái bộ tủ bếp thông thường. Và mời cả nhà cùng theo chân Hưng tiến lên khu vực tầng lầu. Đây, một căn nhà được làm rất đẹp và trẻ trung nha.
Phải nói là đây là một mẫu nhà phố đình đám nhất vào năm nay rồi. Đây, mẫu cầu thang đứng rất là dễ lên xuống luôn. Rất là phù hợp với những căn nhà phố dài ngang 4, tiết kiệm được không gian. Và ở đây thì anh chủ nhà cũng làm cửa kính cho nhà mình. Đây, cửa kính để phía trong lắp máy lạnh nha. Với một căn nhà có 6 tỷ rưỡi mà ngang 4, dài 17, hẻm trước nhà 8m mà mỗi phòng ngủ thì anh ấy đã lắp máy lạnh sẵn rồi. Chúng ta có 5 cái máy lạnh mới tiết kiệm điện. Và phòng tắm thì anh ấy thiết kế bồn tắm nằm luôn, rất là đẹp và hoành tráng. Một bộ cửa kính trị giá 15 triệu này. Phía sàn sẽ là sàn gỗ cao cấp Malaysia. Ở đây thì anh chủ nhà cũng làm rất đẹp rồi, có dán tranh, dán tường này. Trên thì đèn đèn chùm. Đấy, rất đẹp và lung linh nha. Bên này có một cái đồng hồ con công. Đây, một căn nhà được thiết kế và bố trí rất hoành tráng, rất bắt mắt. Và anh chị nào đang xem được video thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới nhà đất Bắc Hưng nha, theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình 0933 830 756 được trực tiếp hướng dẫn đi xem và sở hữu hai siêu phẩm nhà phố kiến trúc Pháp đẹp này nha. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2, phòng ngủ số 1 và số 2. Lầu 1 đấy, dưới là tầng lửng. Trên này thì bố trí rất đẹp rồi. Đây, có cửa vào là cửa gỗ sồi Mỹ. Chúng ta được ốp gạch khoảng đối diện với toilet. Và phía trong này ốp gỗ làm rất hay nha. Theo Hưng là rất là hay luôn. Vì những nhiều khi chúng ta đi từ toilet ra thì nước nó văng vào đây. Do vậy gia chủ làm sàn gạch ở đây rất tuyệt vời. Phía trong này thì không có nước nên làm sàn gỗ được. Và đây chúng ta có một cái phòng ngủ rất rộng này, cực rộng luôn. Sàn gỗ cao cấp và trên thì có máy lạnh mới. Như vậy thì chúng ta sẽ có được 100 triệu tiền nội thất rồi. Có đúc phù điêu này, có đắp phù điêu luôn. Và cửa ra là cửa nhôm Sinfa, hai cột rất đẹp. Phòng rất rộng nha cả nhà. Chúng ta sẽ xem khu vực toilet này. Một căn nhà rất rẻ thôi, theo Hưng là rẻ so với giá thị trường hơn hẳn 1 tí đâu. Đây, đây là khu vực toilet rất rộng này. Toilet bồn tắm nằm cực kỳ rộng rãi và thoáng. Đây, chúng thấy là có một cái bồn tắm. Và bên này có một cái bồn rửa tay, bồn cầu, ốp gạch kín tường, gương soi. Làm rất là đẳng cấp rồi. Phía sau này là một nhà, một phòng ngủ nữa. Ốp gỗ, có sẵn giếng trời. Đây, sàn gỗ cao cấp. Trên thì chủ nhà cũng có làm máy lạnh mới. Và một nhà vệ sinh ở cuối nữa, rất đẹp và lung linh. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2. Thì trên này nó cũng giống như vậy thôi. Mỗi phòng thì chúng ta được bố trí một cái máy lạnh. Với diện tích rất là lớn rồi và giá thành cũng rất rẻ luôn. Đây, đây là khu vực phòng ngủ số 3 này. Và anh chị nào đang xem được video thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới nhà đất Bắc Hưng nha, theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình 0933 830 756 hoặc là 0355 654877 để được trực tiếp nhà đất Bắc Hưng dẫn đi xem và sở hữu hai siêu phẩm biệt thự mini phố kiến trúc Pháp này nha. Giá rất mềm rồi, hẻm trước nhà tới 8m thông cơ, nó đối diện với trường học luôn. Có thể kinh doanh buôn bán rất nhiều ngành nghề ở đây được. Đây, chúng ta cùng xem khu vực phòng số 4 này thì nó cũng giống vậy thôi. Đấy, có đầy đủ máy lạnh rồi, rất tiện. 100 triệu tiền nội thất. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực sân thượng, phòng giặt, phòng thờ. Vâng, đây là khu vực phòng thờ của nhà mình.
đấy, thoải mái thở luôn. Các cửa sổ ra ngoài rất thoáng. Và ra phía ngoài này là khu vực sân thượng phía trước. Đây, sân thượng trước của nhà mình. Cực rộng. Đây, rất đẹp. Cái thiết kế cực hoành tráng rồi. Phía sau này là khu vực phòng giặt và sân phơi nha. Đây, phòng giặt, đây và sân phơi phía ngoài. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà đất bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.